Em muốn trách Cam. Em phải xem, vì em tin là mẹ không ăn cắp. Không cần thiết đâu, chuyện qua rồi mà. Với em thì cần, bởi vì nếu mà em không lấy, em cần mẹ anh một lời xin lỗi. Có thể mẹ em không đồng ý việc mình yêu nhau, cho nên là mới cố tình gây ra chuyện như thế. Nam, mẹ anh không phải là người như vậy. Thế thì mẹ em cũng không phải là người ăn cắp. Mẹ em xem cái này đi, rồi sau đó em muốn nghĩ thế nào cũng được. Cam em đó đã bị xóa, còn tất cả gì em đang xem anh cũng xóa rồi. Mẹ anh nóng giận thì nói vậy thôi, chứ bà không phải là người tuyệt tình. Vậy nên em không cần phải lo lắng đâu. Với nhà chị Sa, chiếc vòng này chả đáng là gì cả. Nhưng với nhà cháu thì khác đấy. Nhà chị đang nợ đầm nợ đìa đúng không? Như thế là chị khinh người đấy. Vì tôi khinh chị có cơ sở hơn. Bác nói thế là ý gì? Tại sao khinh mẹ cháu lại có cơ sở hơn? Người không có tiền thì thường thích nhòm ngó tiền của người khác. Người đời hay nghĩ vậy đúng không? Anh chỉ muốn tìm cách giải quyết tốt nhất thôi. Ngày hôm đó cô Sa cũng ở đấy. Vậy tại sao mọi người không hỏi cô ý mà đã vội vàng lục túi của mẹ em? Những hình ảnh đấy bị xóa rồi. Cứ cho là mẹ em xóa đi. Nhưng chắc gì đã không phải là người khác. Hơn nữa, nếu mẹ em biết ở đây có Cam, tại sao những ngày khác bà không xóa? Vì những ngày khác không giá trị. Đây, chính anh cũng đang suy luận mẹ em thực sự là người lấy đồ của bà đấy. Mình chia tay nhá. Thật sự bây giờ em đang rất xấu hổ. Em không dám đối diện với anh đâu. Thật đấy. Bố à, con lại ra làm phiền bố đây. Ngày trước bố có dặn con là phải nữ tính dần đi. Con đã cố lắm rồi, nhưng sao khó quá bố ạ. Con yêu anh ấy. Nhưng mà chúng con ở hai thế giới quá khác nhau. Áp lực từ sự khác biệt khiến con đang là một người rất là tự tin, nhưng dần dần trở nên tự ti. Mà con không muốn như thế.
Con không muốn anh mất mình. Liệu quyết định rời xa anh ấy có phải là quá tiêu cực không hả bố? Trong khi con vẫn còn rất yêu. Có lẽ là con cần một khoảng thời gian để lắng lặng, nhìn nhận lại tất cả mọi thứ, nhìn nhận lại cả bản thân mình. Ủa nhờ? Đi đứng thế nào thế? Đi đi, ngồi vào đây này. Bất cẩn quá cháu ạ. Xem nào, đưa tay bác xem nào. Chỗ này có đau không? Chân. Đau không? Chân kia nữa nào. Có đau không cháu? Dù cháu có nghĩ cái gì trong đầu ấy, thì qua đường cũng phải quan sát trước sau chứ. Nghe chưa? Đứng dậy đi. Cháu cứ nghĩ có thể cháu sẽ có được gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng có gì cả. Là thế nào? Bác lên khi nào đấy ạ? Bác cũng mới lên thôi. Nhận được mấy cái việc vặt ở ngay cạnh nhà cháu mà. À này, chờ bác một tí nhé, bác có quà đấy. Bưởi bác mang từ quê lên này, làm quà cho ba mẹ con này. Hay cầm lấy. À, tay chân thế này thì làm sao mà xách được. Thôi để bác xách vào nhà cho. Đi. Có đau không? Có trà đá đây rồi. Cháu xin. Bắt đầu thôi. Con gái rượu được bố chiều thế. Hôm nay đãi con gái có khác, gọi toàn món ngon, trả bù cho mọi ngày. Em là cháu. Ơ, thế ra không phải là bố con à? Em thấy anh nói có cô con gái lớn, em lại cứ tưởng đây là cháu. Ừ thì cũng bằng chạc tuổi con gái tôi mà. À. Để bác lấy nhá. Phải cố gắng ăn vào. Cứ no cái bụng rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được hết. Nghe chưa? Ăn đi. Cháu mời bác. Hôm nay em nấu gạo khác đấy. Anh ăn thử xem cháy có ngon như mọi ngày không nhá. Vâng, cảm ơn chị. Bác cũng thích cơm cháy à? Ừ thì hôm nào mà không có nó, bác cứ cảm thấy nó thiếu thiếu. Vì cái này nó gắn bó với bác từ nhỏ cơ. Ơ kìa, ăn đi cháu, sao lại cứ ngồi thần ra thế? Hay là mấy món này không thích à? Để bác gọi món khác nhá. Dạ thôi ạ, đủ rồi ạ. Cho cháu xin một miếng. Đây, ăn đi. Món này nhá, mà chấm với nước thịt kho là nhất luôn đấy bác ạ. Ngày trước bố cháu cũng toàn ăn thế. À đúng rồi, để bác đi lấy cho. Bác ngồi đi, cháu ra lấy cho.
mình chia tay nhá. Thật sự bây giờ em đang rất xấu hổ. Em không dám đối diện với anh đâu. Thật đấy. Lòng nó nói với bác, nó và cháu ấy chưa có chuyện gì, và nó cũng không xác định. Một người đàn ông nói yêu mình mà lại không xác định thì đấy đâu phải là tình yêu. Con nên suy nghĩ về vị trí của mình, cái trách nhiệm của con với gia đình, với dòng họ. Tinh vi thật đấy. Hóa ra là dẫn đường cho mẹ vào đây làm. Đúng là mẹ nào con nấy. Đồ đôi này, lấy nhá. Này nè, em bắt đi đâu đồ này á? Thôi. Nào thử, đưa tay đây. Coi như em chào anh nhận đính hôn rồi nhá. Đồ đốt phòng á. Ây, đau. Sao chị lại vứt đi? Quý lắm cơ mà. Bỏ đi cho chị. Chị với anh Long chia tay nhau thật rồi à? Ừ. Buồn lắm đúng không? Thế thôi, để em gọi điện đổi ca. Đưa chị đi chơi nhá. Đừng có xến xúa như thế. Tình yêu fast food mấy bữa là chị quên ngay ấy mà. Chị của em là ai? Tình trường dài cả mấy chục tập, thêm bớt một tập mỗi. Cứ lo cho việc của em đi, đừng bận tâm đến chị. Ok? Ok á? Em thấy chẳng ok tạo nào cả. Chị nói quên nhưng có quên được thật không? Em yêu rồi em biết. Quên một người ấy không phải nói quên là quên được đâu. Anh Dũng, thực ra em vẫn còn nhớ anh ấy. Chỉ là em không muốn mẹ với chị buồn nên là em cố giấu thôi. Có vẻ chị cũng giống em không? Vớ vẩn. Chị không phải là em. Với chị bây giờ ấy, không có việc làm, không có tiền trả nợ mới sợ. Mấy thứ khác đều không thiết thôi. Chị không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Thì thôi, em để đây nhá. Em để đây đấy. Lần này mẹ quá đà rồi đấy ạ. Nếu như con không giải quyết cái cam thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Thế nào là thế nào? Mẹ biết. Nếu mẹ đề nghị, kiểu gì con cũng đồng ý mà. Mẹ con mình hiểu nhau, đúng không? Con nhắc lại với mẹ một lần nữa. Con là con, mẹ là mẹ. Chúng ta không giống nhau. Ừ thì không giống nhau. Biết làm thế nào được. Con chót là con của mẹ rồi. Đây là lần cuối cùng con giải quyết hậu quả của mẹ. Lần sau mẹ làm cái gì mẹ tự chịu đi ạ. Chỉ khi nào mẹ chết đi, hoặc con có cách nào đấy cắt đứt mọi quan hệ với mẹ. Nhưng theo mẹ được biết ý, thì gia đình bên đấy họ sẽ không chấp nhận một đứa con dâu từ bỏ mẹ mình, đúng không? Đi làm đấy hả con? Vâng ạ.
Mẹ mua đồ ăn sáng đấy, ăn rồi hẵng đi, con đi luôn này. Con ơi, sức khỏe của bà cụ bên nhà thế nào nhỉ? Mấy hôm nay không thấy gọi điện sang làm phiền con, chắc là sức khỏe tốt lên rồi nhỉ? Mẹ, mẹ đừng quan tâm chuyện bên đấy nữa, cũng đừng mon men sang làm gì, quá đủ rồi đấy. Mẹ quan tâm đến sức khỏe của bà thôi mà. Con bảo này, mẹ đừng đi làm giúp việc nữa. Cô Phượng bán nước, cô nghỉ rồi đấy. Mẹ về mở quán như thế, bán để sống qua ngày. Chứ tính mẹ như này làm ở đâu cũng bị đuổi thôi. Con nói thật đấy. Mẹ tra tiền sử cái đứa nào mà nó vu vạ cho mẹ chứ. Mẹ mà tìm được thì phải mạch mặt nó ra. Mẹ thề với con là mẹ không lấy. Rồi, thôi được, mẹ chịu nhục được. Nhưng ít nhiều thì cũng ảnh hưởng đến con. Thôi cố con nhá, cố một tí vượt qua vận hạn này nhá. Con đi đây. Cẩn thận nhá. Xem có gì ăn nào. Không có gì mà mẹ mời chị như đúng rồi. Chán mẹ luôn. Này, chuyện thằng Long với con chị mày thế nào? Có vấn đề gì không? Con thấy vứt đồ kỷ niệm vào trong thùng rác rồi. Thế là xong rồi. Mà sao con Nam nó dốt thế nhỉ? Mẹ cứ tưởng là nó đã tính toán đường đi nước bước rất là cẩn thận rồi. Sao mà lại để mắc mưu cái con mụ Xuân với mụ Sa thế không biết. Thế không chia tay thì nhìn mặt nhau của gì? Nắm chuyện, không nhìn được thì nhắm mắt vào. Ok ạ. Không được, không để tuột con cá to như thế được. Này, chưa tởn à? Vụ ăn cắp còn chưa xong, bây giờ lại còn định đột nhập vào nhà người khác. Cho chị vào gặp cụ, cô làm việc với chị, cô hiểu là chị không lấy mà. Này, ăn của người giàu ấy, khó lắm, mà hóc lại đến đây khóc à? Chị đến đây làm gì? Cụ, chị về đi. Cụ ơi, con đến thăm cụ. Ê, lâu không gặp con nhớ cụ quá. Hình như cụ gầy đi phải không? Cụ không ăn uống được gì ạ? Con mang chút quà quê biếu cụ đây này. Chị lại đi khua khoáng ở đâu để mua quà cho tôi hả? Tôi không nuốt trôi. Cụ ơi, con không lấy cái vòng vàng của cụ đâu. Con thừa nhận là con lén lút lấy đồ ăn thừa mang về. Nhưng mà nếu con không lấy thì cũng vứt đi mà. Cụ đi chùa niệm Phật, cụ biết Phật dạy lãng phí đồ ăn là có tội, đúng không ạ? Cụ ơi, con thề là con không lấy cái vòng vàng của cụ. Nếu mà con lấy thì thiên lôi đánh con chết. Hôm trước cụ lẫn, cụ để quên cái vòng vàng ở trong tủ lạnh, chính con là người phát hiện. Con đã mang trả cụ, có cậu Long làm chứng mà. Nếu mà con có tâm địa thì con lấy từ lúc đấy chứ đâu phải chờ đến bây giờ à. Cụ có lòng từ bi, cụ biết đấy. Cụ nói hộ con một tiếng, minh oan cho con. Chứ mang tiếng con người mẹ ăn cắp ăn trộm, cháu Nam nhỏ con nó khổ tâm quá đi. Cụ xem cháu nó cũng yêu thương cụ, chăm sóc cụ còn hơn cả người nhà ấy. Nếu chị nghĩ cho con Nam thì chị đã không làm những việc bậy bạ như thế. Sao con lại không nghĩ đến cháu ạ? Ôi, con thương hơn cả bản thân con. Chính vì cháu mà con mới đến đây để cầu cạnh cụ như thế này mà. Mẹ con cảnh mẹ quá con côi, nợ nần đầm đìa ra như thế. Lẽ ra tuổi này con phải được ăn sung mặc sướng, không bằng một phần của chị Xuân thì cũng phải bằng cái móng tay của chị ý. Thế mà con vẫn phải đi giúp việc đây này. Con có nề hà cái việc gì đâu. Bây giờ vì cái tiếng oan này mà con đường làm ăn của mẹ con cũng bị chặn lại. Cụ bảo như thế thì trời có gọi là độc ác với mẹ con không vậy chứ. Tôi vì thương con Nam nên mới đồng ý cho chị đến đây làm việc. Nhưng chị không biết điều. Thôi chị về đi.
Con nói như thế mà cụ vẫn không hiểu à? Con đã bảo con thật sự không ăn cắp cái vòng của cụ. Sao cụ cứ đổ oan cho con thế? Người khác thì con không chấp nhá, nhưng mà cụ, ngày nào cụ cũng lên chùa cầu kinh niệm Phật mà cụ đổ tiếng ác cho con như thế à? Chị Bích, chị im đi, đừng có ăn nói như vậy với cụ. Cùng cảnh người ăn kẻ ở với nhau, hôm nay là tôi thì ngày mai là cô đấy. Tôi đang chiến đấu cho cả cô đấy. Cụ không thể đối xử bất công với con như thế được. Cụ làm như thế cụ không sợ có tội với trời với đất à? Im, đừng có dở thói hàng tôm hàng cá ra nhá. Cút ngay. Cụ, chị mà còn nói nữa tôi gọi công an gô cổ chị lại bây giờ. Về. Này, này, tối nay các người đừng có tưởng giàu mà các người muốn làm gì được nhá. Bỏ ra đi. Các người sẽ bị trả giá đấy. Bỏ tao ra, các người sẽ phải trả giá. Chị còn mặt mũi đến đây hả? Gia đình tôi đối xử với chị thế nào mà chị dám ăn trộm ăn cắp hả? Chị đi đi, đừng có đến đây nữa. Không phải đuổi, đây tự đi. Đi đâu đấy? Đường ngoài kia cơ mà. Túi của tôi. Sao? Có cần kiểm tra xem trong này có vàng bạc châu báu của nhà các người không? Này, tôi chả ham hố gì sống ở đây với các người đâu. Hầu hạ một bà già lũ lẫn cộng thêm một con mụ nhà giàu vô tích hãnh như chị. Chị đừng có mà ăn nói thiếu văn hóa. Văn hóa gì cái ngữ chị? Các người không xứng nhá. Các người sẽ hối hận khi bị đuổi tôi đi đấy. Đến lúc bà cụ lũ lẫn ý, lại hết chồng đến vợ sang cầu cạnh con nam nhà tôi. Tôi sẽ chống quát lên xem gia đình nhà các người xoay sở như thế nào. Chị im đi, đừng có độc mồm độc miệng như vậy. Thật đúng là không thể nào mà sống nổi với cái lũ nhà giàu độc ác như các người. Mày đã sáng mắt ra chưa? Gương nhãn tiền đấy. Gương nhãn tiền đấy. Mẹ cứ chê trách con là không biết nhìn người, nhưng chị ta chính là người mẹ đã nhận vào đây. Từ giờ có chuyện gì mẹ cũng đừng gọi cái nam nữa. Mẹ nó đã như vậy thì bản thân nó cũng chẳng ra cái gì đâu. Mẹ cứ chê con là không biết dạy dỗ con cái, chẳng được cái tích sự gì. Nhưng con phải như thế nào mới nuôi dạy được hai đứa cháu của mẹ nên người như vậy chứ? Vâng vâng, tôi biết chị giỏi giang rồi. Cho dù chúng nó có vấp ngã nhưng cũng biết sửa sai. Chứ mẹ nhìn đi, có đâu như mẹ con nhà cái Nam. Mẹ thì trộm cắp, đến đây vẫn chối bay bải. Còn con bé Nam nữa, nói chuyện với người lớn thì thiếu tôn trọng, hiếu thắng, không bao giờ chịu nhận sai về mình. Gia đình chẳng có giáo dục gì cả. Thằng Long nó đã hứa với con sẽ không gặp cái Nam nữa rồi đấy ạ. Tôi già rồi, có mắt cũng như mù, vô dụng rồi. Tôi sẽ nằm yên một chỗ, không dám can thiệp gì đến công việc của các anh các chị nữa. Nhưng mong chị cũng đừng coi tôi như là người thừa trong cái nhà này, chị Xuân ạ. Về con rồi, bố muốn con học mẹ cách quán xuyến và lo toan công việc gia đình. Con sẽ không để cho bố mẹ phải thất vọng đâu ạ. Mẹ rất vui vì con là đứa hiểu chuyện. Thôi, đi lên gác thay đồ đi, rồi lát xuống giúp mẹ nấu cơm. Vâng ạ. Sinh ơi! Sinh ơi! Chị ạ. Con Nam đâu? Nam ơi! Nam ơi, bác này, bác nhà này, ra đây bác bảo. Thế
Nó không về hả em? Nó lại không nhận à? Đừng buồn nữa em. Làm sao mà phải buồn thế này? Đàn ông mà. Ra roi giục ngựa trả mấy phương rồi. Nếm đủ chúng gái đủ mọi đường rồi. Em vượt qua được hết mà. Nhìn lại cái người em xem nào. Có ra người nữa không nào? Lúc nào cũng buồn rầu. Khổ lắm. Rồi chị sẽ tìm cho em một cô vợ. Này con gái ở xóm này thiếu gì? Toàn đứa đẹp nhá. Rồi ở đây với chị này, với hàng xóm đang giềng vui như thế này này. Không phải đi với lo gì nhá. Em nhá. Bỏ chị ra đi, nặng quá. Nhưng mà em muốn ôm chị. Nào, bỏ ra, rồi chị kiếm đơn trà sữa cho. Thật. Chị đã nói chơi bao giờ chưa? Ui. Nếu mà thế nhá, em sẽ cung cấp trà sữa cho phòng của chị. Dần dần lên đến cả công ty của chị. Rồi ra cả công trường của chị nữa. Em nhá, sẽ trở thành tổng đại lý bán trà sữa. Đi ship trà sữa cả đời cũng được nhở? Hầm à? Sau này có tiền chị mở quán cho. Thật á? Thế là em được làm bà chủ à? Em yêu chị, em được làm bà chủ rồi. Chị, em buộc như thế này mẹ không phát hiện ra đâu. À mà chị ơi, chị cứ đổi tội hết cho em, mẹ không đánh em đâu. Bố ơi bố. Sao đây con? Làm sao? Chị Nam đâu? Sao đấy con? Chị Nam làm rách áo. Ôi trời ơi. Thế mà bố cứ tưởng có chuyện gì. Mẹ con chạy. Nhanh. Nhanh. Ăn quả lừa rồi. Ra biển tắm nước con. Nhanh. Ăn quả lừa rồi. Ui trời ơi. Đấy, mặc cái áo vào trông lớn hẳn ra con ạ. À. Bố, thấy con áo của con đâu? À, thì con nhiều quần áo rồi mà. Nhưng mà con thích đồ mới cơ. Chị mặc chật rồi chị đưa cho em mặc. Đúng rồi. Mai này tất cả đồ này của con hết đấy. Thật à bố? Thật. Đây đây, chạy vào thử cho bố cái áo này xem nào. Đấy. Chị, cho em xem với. Quần áo ở đâu mà cứ tung ta tung tẩy. Ôi. Này. Sao mua lắm quần áo thế này? Tiền đâu ra mà mua? Không mua thì ở đâu ra? Tôi đi xin về đấy. Đi xin á? Đi xin sao đồ mới thế này? Lại của một cỡ nữa. Diệp ơi. Diệp ơi. Ra mẹ bảo. Ra đây. Đấy. Đấy, cái áo này có mũ nhá. Con đội đỡ nắng. Đấy, đi vào thử đi. Nhá. Vừa làm sao đâu mà thử.
Hả? Rộng thùng thình thế thử làm cái gì? Không cho nó thử thì làm sao mà biết vừa hay không vừa? Thế không có cái nào cho tôi à? Đã ăn xin còn đòi xôi gấc à? Ôi rồi, cái này vừa này. Ủa ơi, em mà mặc cái này đi bán cá ấy, khéo nổi nhất chợ ấy nhỉ? Trông như con cá lành canh ấy.